Vị đạo sĩ tài ba đà hổ diệt xà bốc thuốc cứu người trên đỉnh Cấm Sơn. Với thành tích hơn 80 năm bốc thuốc cứu người, đạo sĩ Ba Lưới được người dân trong vùng bảy núi xem như là huyền thoại sống. Hai lần hạ gục mãng xà, đạo sĩ Ba Lưới tên thật là Nguyễn Văn Y, hiện nay đã qua đời, ngụ tại ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Hơn 80 năm trước, từ vùng quê sông nước thuộc xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, cụ lén bỏ nhà và mang theo tấm lưới lên núi Cấm để tầm sư học đạo. Chính hành động kỳ lạ này mà dân làng đặt cho cụ biệt danh là Ba Lưới. Khi sắp bước sang tuổi 20 vào năm 1930, tôi đã đặt chân lên vùng rừng núi vườn thiêng nước độc này. Có beo đi từng đàn, còn rắn độc thì luôn đầy ắp trực chờ dưới chân. Chính vì vậy mà tôi cũng như các bậc tiền nhân đều phải tự cứu mình bằng cách tầm dược, luyện võ, tu học, cụ Ba Lưới nhớ lại. Những năm sau đó, cụ Ba Lưới lần lượt được nhiều vị đạo sĩ tu hành đắc đạo truyền dạy cho những phương thuốc quý cứu người rất hữu dụng. Cụ cũng là một trong số ít đệ tử của võ phái Đường Phong Học được tuyệt chiêu Bình Phong Lạc Nhạn. Đây là môn võ mà Lý Tiểu Long Trung Quốc thường dùng. Thế võ tung người lên cao và thực hiện một loạt cú đá nhanh như chớp. Tuy nhiên, để có thể thuần thục thế võ này, hàng ngày đạo sĩ trẻ Ba Lưới phải tập gánh đá từ vài chục đến vài trăm kg để rèn luyện sức dẻo dai cho đôi chân, đào hố từ cạn đến sâu để nâng sức bật. Thế võ này chỉ là làm sao cho cơ thể được nhẹ nhàng, có thể phi thân lên cao dùng liên hoàn cước. Đơn giản như vậy nhưng nó vô cùng lợi hại. Sau thời gian khổ luyện, tôi chỉ cần nhún chân một cái có thể bay lên đá vồ từ vồ đá này sang vồ đá khác, hoặc ngồi lên đọt cây cao đến chục mét, cụ Ba Lưới khẳng định. Nhờ thế võ này, cụ đã chiến thắng khi đối đầu với mãng xà, rắn hổ mây nặng khoảng 500 kg. Lúc đó cả khu rừng dường như nổi cơn giông vì tiếng động kinh hoàng của mãnh thú. Trong phút chốc, đạo sĩ Ba Lưới thấy trước mặt chính là con mãng xà đang ở tư thế tấn công. Con này quá hung dữ nên tôi quyết tâm phải ra tay hạ sát nó để trừ họa cho dân làng. Tôi sử dụng thế võ Bình Phong Lạc Nhạn bay lên tận không trung, rồi dùng chiếc quéo có sẵn trong tay chặt đứt đầu nó trong tích tắc. Trong khi hay tin con mãng xà đã bị hạ gục, nhiều người đã kéo tới đây chúc mừng và lấy thịt nó đem về, cụ Ba Lưới nhớ lại. Cũng theo cụ Ba Lưới, những năm sau đó, cụ lần lượt hạ sát rất nhiều mãnh thú như rắn hổ mây, cọp dữ và cả heo rừng nặng tới 200 kg để đem lại sự bình yên cho người dân. Chuyện diệt cọp và hổ mây khổng lồ của đạo sĩ Ba Lưới hiện đã đi vào cẩm nang giới thiệu về vùng bảy núi. Chuyên tâm bốc thuốc cứu người. Dù hiện là đạo sĩ Ba Lưới đã hơn 100 tuổi, nhưng cụ rất khỏe khoắn, hàng ngày vẫn vào rừng sâu để cứu giúp người nghèo hoặc sơn dân chẳng may bị rắn độc cắn. Nói như ông Phạm Việt Tân, trưởng ban ấp Vỗ Đầu, xã An Hảo, thì cụ Ba Lưới thấm đượm tinh thần đạo sĩ Thất Sơn, chuyên tâm tu thân tầm dừa cứu người. Cũng nhờ cụ mà trong suốt mấy mươi năm qua, biết bao người ở vùng đất này bị rắn độc cắn được cứu sống. Người dân trên núi trước đây mỗi khi bị bệnh cũng đều trông nhờ vào tài nghệ của cụ. Còn cụ Ba Lưới cho rằng chính nguồn gốc dược liệu phong phú quý giá miền sơn cước này giúp cụ có thêm điều kiện chữa trị cho dân nghèo. Việc luyện võ học cũng là nhằm để phòng thân trong những lúc vào rừng sâu tầm dược. Bản thân cụ sống khỏe cũng nhờ vào cây rừng và thuốc núi. Võ nghệ và thuốc có tỷ lệ thuận với nhau. Ai võ cao sẽ tầm được thuốc quý, thuốc hay ở nơi chốn núi non trùng điệp. Tôi vô đây năng tập võ nghệ cũng chính vì mục đích tầm thuốc cứu người, chứ chẳng để xưng bá xưng hùng, vị danh vị tiếng gì đâu, cụ Ba Lưới cười khề khà. Mỗi ngày có từ 30 đến 50 lượt người đến để nhờ cụ thăm mạch, bốc thuốc, chữa bệnh. Trong số này không ít người là khách du lịch đến núi Cấm, nhân tiện muốn được mục sở thị vị đạo sĩ cuối cùng của miền Thất Sơn huyền thoại. Nhiều người tìm đến cụ còn muốn được chia sẻ bí kíp sống khỏe, sống thọ. Có những lúc cao điểm vào mùa hành hương từ tháng Giêng đến tháng 5 âm lịch, mỗi ngày
Cụ Ba Lưới thăm mạch và hốt thuốc cho cả 100 lượt người. Khi được hỏi về những đệ tử kế thừa môn võ cổ truyền, cụ Ba Lưới lắc đầu lia lịa: "Thôi, tôi đã quyết rồi. Từ lâu không truyền võ nghệ cho ai hết. Ngày xưa giặc giã, còn vị thần vị kỷ, đất nước thanh bình, tự do, xứ sở cũng không còn thu giữ nào, không cần phải đánh đấm nữa. Chiêu cước võ nghệ mà làm gì, dẹp bỏ, lo làm việc nghĩa. Muốn học tầm thuốc cứu người, tôi đây sẵn sàng truyền hết." Cụ Ba Lưới quả quyết. Chia sẻ đến đây, cụ Ba Lưới buồn giọng, cứ ngậm ngùi tiếc kho dược liệu nuôi cấm mà mình gắn bó suốt 80 năm qua đang dần cạn kiệt. Cả buổi, cụ cứ trầm ngâm nhắc đi nhắc lại. Hồi trước, núi cấm là kho dược liệu, cả loại thuốc quý như nhân sâm, linh chi đều không thiếu. Nhưng do người ta săn lùng quá, không chịu dung dưỡng nên cạn kiệt gần hết. Nhiều loại bây giờ tôi phải nhờ đệ tử mua từ Nam Vang, Campuchia. Sau này mới có chuyện nhận tiền của khách vì phải mua thêm thuốc, chứ ở đây miễn phí hoàn toàn.